Xin chào các bạn, đây là một cái tai nghe mới của Sony mang tên là VKI-1000X Mark II. Thì nếu các bạn đam mê những tai nghe của Sony và là fan Sony chân chính thì chắc chắn các bạn sẽ biết về ba cái dòng sản phẩm của Sony. Trong đó thì VKI là dòng tai nghe với cái thiết kế neckband. Thì đây là cái phiên bản thứ hai và là phiên bản nâng cấp của thế hệ VKI-1000X M đời đầu. Thì với cái này chúng ta sẽ có thêm Google Assistant, Alexa built-in và thiết kế nó khác đi. Khác đi như thế nào thì mình sẽ giới thiệu với các bạn trong cái video này. Bây giờ mời các bạn cùng xem. Như các bạn thấy ở đây thì mình có cái tai nghe với cái hộp ở phía bên ngoài. Và cái hộp lần này thì mình thấy là nó nhỏ hơn với cái hộp mà lúc trước Sony họ bán ra. Thì với thế hệ này chúng ta vẫn có noise cancelling, chúng ta vẫn có wireless, tức là nghe qua Bluetooth. Rồi chúng ta vẫn có thời lượng pin lên đến khoảng 10 tiếng và cái Harris Audio. Thì Harris Audio năm nay Sony họ làm khác đi, tức là nó có thêm cái chỗ Harris Audio dành cho wireless. Trước kia chúng ta chỉ nói là Harris Audio thôi, mà bây giờ chúng ta có Harris Audio Wireless. Đây là cái mới mà Sony họ vừa mới mang lên trên này. Thì về cơ bản cái này nó có cái thông số tương tự như cái phiên bản VKI-1000X Mark III. Tức là nó vẫn có một cái con chip để mà chống ồn kiểu đó. Rồi chúng ta vẫn có cái processor về âm thanh tương tự như vậy. Bên trong chúng ta có thêm một cái driver 9mm. Và driver này là driver Balance Amaton. Nó sẽ mang đến cái chất lượng âm thanh nó cân bằng ở nhiều dải âm khác nhau để cho dù người dùng nào cũng đều có thể sử dụng được. Thì với những công nghệ khác của Sony á, chúng ta vẫn có LDAC nè, DSEHX nè, chúng ta vẫn có Digital Noise Cancelling. Đó là những cái mà rất là thông dụng rồi. Bây giờ chúng ta có thêm một số những công nghệ khác, bao gồm có cái công nghệ để đo được cái đó nó gọi là cái Atmosphere Pressure, tức là nó đo được cái áp suất của cái ống tai của chúng ta để chúng ta nghe nhạc tốt hơn. Rồi tí nữa mình sẽ biểu diễn cái đó cho các bạn coi. Đây là phía bên trong hộp, thì mình đã khui cái này ra rồi, mình nghe sáng giờ và mình muốn giới thiệu với các bạn chi tiết bên trong. Thì đây là cái phần hộp ở bên trong, bao gồm có tài liệu hướng dẫn và cái này là phiên bảo hành của Sony. Đây là cái app mà các bạn sẽ đào về, nó tên là Sony Headphone Connect. Các bạn đào cái này về chúng ta quản lý cái tai nghe tốt hơn. Mở ra chúng ta sẽ có, đây là cái mình thích nhất này. Mình thích thì mình sẽ nói kỹ, rất kỹ về cái này. Đầu tiên đó là cái túi đựng. Cái túi đựng các bạn thấy nè, Sony họ làm rất là nét, rất là chi tiết và rất là tuyệt vời. Tí nữa mình lấy cái này ra, mình lấy cái tai nghe trong này ra cho các bạn coi. Này nó mà kéo ra, cái dây này làm cũng rất là đẹp. Cái khóa này làm cũng đẹp. Mà tất cả những chi tiết này làm cho cái tai nghe này mình cầm lên mình cảm thấy nó rất là sang, đẹp và rất là chuẩn. Đây là phía bên trong hộp với những cái bộ nút tai nghe, bao gồm có size L, S, SS, S, M, L. Tức là chúng ta sẽ có những cái bộ nút tai nghe vừa là silicon, vừa là bọt biển. Ba bộ nút tai nghe bọt biển, ba bộ nút tai nghe silicon. Rồi, khi mà các bạn mở cái này ra thì ở phía bên trong nó sẽ có cái cuộn dây để mà sạc lại. Đó là dây USB-C. Mình lấy ra cho các bạn coi luôn. Mặc dù là mấy cái này nó đã rất là thông dụng với những tai nghe Sony rồi, nhưng mà mình vẫn lấy ra cho các bạn coi. Thì như các bạn thấy, chúng ta có một cái dây 3.5mm ở hai đầu nè. Chúng ta có một cái dây sạc của Sony UBC. Thì cái sợi này khoảng 10cm, 10-15 gì đó. Ngoài ra chúng ta còn có một cái đầu để nghe trên máy bay. Tức là các bạn cắm này vô trên những cái ghế trên máy bay thì chúng ta có thể nghe trên máy bay được. Cắm dây vô chúng ta nghe trực tiếp. Đó. Thì bộ nút này cực kỳ giá trị với những cái size khác nhau và nó là nút bọt biển. Cuối cùng thì trong hộp chúng ta có thêm cái tài liệu hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Anh. Chúng cũng như là chúng ta sử dụng Android hay là iOS đều có thể sử dụng. Và chúng ta điều khiển cái tai nghe này bằng Google System. Ra lệnh cho nó mở đèn, mở quạt gì đó nha. Link vô cái hệ thống Smart Home ở nhà và chúng ta có một cái tai nghe để kiểm soát mọi thứ. Rất là hay. Đó, thì đó tất cả những phụ kiện đi kèm. Bây giờ chúng ta đến với cái tai nghe. Thì cái tai nghe 1000X Mark II này á, nó có cái giá bán là khoảng gần 7 triệu đồng. 7 triệu đồng đối với một cái tai nghe neckband thì mình nghĩ là nó hơi cao.
cao so với những cái tai nghe Neckband mà của những cái hãng khác. Còn nói với những cái tai nghe của Sony thì mình nghĩ nó rất bình thường. Và đặc biệt là với cái dòng cao cấp này của Sony thì họ có rất nhiều những cái mà mình thấy rất là hay. Đầu tiên á, ở đây là cái bên cái tay trái. Đó, cái phần bên tay trái nè, chúng ta có vị trí của NFC nè. Chúng ta có logo Sony đây. Đó. Thì cái dây này là dây chống rối và dạng dây dẹp. Ở phía bên trên này là cái phần hao sim, có cái micro để chúng ta có thể vừa đàm thoại được, vừa để nghe được cái âm thanh ở phía bên ngoài. Bên trong này á, các bạn sẽ thấy được cái driver 9mm. Đó, nhỏ xíu như thế này thôi, nhưng mà nó đánh bass rất là tốt. Mình có nghe kỹ rồi và mình thấy là cái này nó có cái âm bass cực kỳ ổn luôn. Ngoài ra nó còn có thêm một số những cái công nghệ khác. Ok, tí nữa mình gắn cái này vô thêm. Bây giờ á, thì mình đến với cái phần bên tay phải. Tay phải vẫn có cái logo Sony. Và cái thiết kế này là thiết kế mềm dẻo, các bạn có thể uốn lượn tùy theo cái thích. Các bạn có thể gấp nó lại, cuộn tròn lại mà không hư hại gì cả. Thì bên tay phải á, ngoài cái phần đế ở phía bên dưới bao gồm có nút nguồn nè. Đó, ở đây chúng ta có nút nguồn. Rồi đây có cái jack cắm 3.5mm. Rồi thêm một cái cổng UPC được đậy lại đây để cho nó chống nước. Ngoài ra thì nó còn bảo vệ được cái cổng này tốt hơn. Chúng ta có một cái đèn LED. Thì chúng ta còn có thêm cái cụm điều khiển. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 nút điều khiển cơ bản, bao gồm có nút tăng nhỏ âm lượng và nút play nhạc. Ngoài ra thì đây là một cái nút tròn. Thì cái nút tròn này sẽ sử dụng để chúng ta điều khiển những cái chế độ âm thanh, bao gồm có ambient sound, tắt mở cái đó, và chúng ta có noise cancelling. Còn noise cancelling nó hoạt động ở mức độ nào thì bây giờ các bạn coi ở trên phần mềm chúng ta sẽ rõ hơn. Đây là cái phần mềm điều khiển cái EQ1000X Mark II. Thì chúng ta thấy là chúng ta có bật tắt ở phía bên trên, có Adaptive Sound, rồi có Ambient Sound. Mình đang chỉnh cái Ambient Sound là ở chế độ Noise Cancelling, rồi Focus on Voice, hoặc là tùy mức độ. Chúng ta có tới rất là nhiều cái 20 chế độ Ambient Sound để các bạn có thể nghe được âm thanh từ phía bên ngoài ít hoặc nhiều, hoặc là chỉnh vô chế độ Noise Cancelling các bạn gần như không nghe bất kỳ một cái gì cả. Cái này mình đã kiểm chứng và mình thấy là nó rất rất là hay. Khi mà nó chống ồn ở phía ngoài, mình chỉ toàn không nghe gì hết. Còn các bạn bật ambient sound lên ở mức độ 20, các bạn sẽ nghe rất rõ phía bên ngoài. Mặc dù là các bạn nghe nhạc, hoặc là các bạn muốn nghe cái người nào đó đang nói cái gì, thì các bạn có thể sử dụng cái micro của cái tai nghe này, các bạn click vô trong cái focus on voice, thì nó sẽ tập trung vô cái âm thanh. Và như vậy chúng ta có thể nghe rõ hơn cái người kia nói cái gì, hoặc là cái âm thanh trên cái bảng điện tử khi mà các bạn đi máy bay chẳng hạn. Lúc nãy mình có nói với các bạn về cái Noise Cancelling Optimizer. Thì cái này á, nó là Atmospheric Pressure Optimizing. Nó sẽ, khi mà các bạn chọn cái này nè, nó sẽ xem là cái tai chúng ta khi mà các bạn ngồi lên máy bay, cáp suất của cái máy bay trong cái buồng lái nó như thế nào, xung quanh bạn ra sao. Nó sẽ tự động tối ưu lại để khi mà các bạn nghe, khi mà các bạn đi máy bay á, các bạn không có cảm thấy khó chịu nữa. Thì cái trường hợp mà đi máy bay nghe nhạc thì gần như ai cũng sẽ nghe. Có những người không thích nghe nhạc để người ta ngủ thì không nói, còn những người mà thích nghe nhạc để mà các bạn ngủ dễ hơn, hoặc là các bạn đeo tai nghe để chúng ta tránh được cái tình trạng mà bị ù tai khi mà các bạn đi máy bay, thì cái này nó sẽ giải quyết được cái đó và nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị ù tai. Khi mà các bạn nghe nhạc thì nó vẫn giống như là các bạn đang ở dưới mặt đất chứ không phải là đang đi máy bay. Cái này là cái điểm hay của nó. Ngoài ra chúng ta vẫn có cái equalizer để chỉnh những chế độ khác nhau. Có bright nè, có rất nhiều những cái chế độ khác. Hoặc là các bạn có DCHX, tìm những cái này nó đã rất là thông dụng rồi. Ở đây ở phía dưới có cái notification and voice guide. Thì các bạn có thể chọn cái này để nó nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Ở đây mình thấy rất nhiều thứ tiếng nhưng không có tiếng Việt. Đã. Ngoài ra chúng ta có automatic download of software để các bạn có thể nâng cấp phần mềm cho cái tai nghe này tự động mà không cần tùy chỉnh hay là tinh chỉnh gì cả. Đó, cái Adaptive Sound này, nó sẽ tự động nó tìm cái vị trí chúng ta như thế nào, xung quanh âm thanh ra sao, nó sẽ tự động nó tô. Thì gần như hiện tại Sony họ đã tối ưu hết tất cả mọi thứ trên những cái tai nghe cao cấp dòng không dây của họ. Mặc dù là tai nghe neckband nhưng mà nó vẫn là một cái tai nghe không dây, mà các bạn có thể vừa kết hợp không dây vừa kết hợp có dây để các bạn sử dụng cái này.
Và về trải nghiệm âm thanh của mình thì mình thấy là cái tai nghe này nó rất là mạnh trong cái mảng bass. Bass rất là mạnh luôn. Và bass nó gọn, có uy lực và tương đối là sáng chứ không có bị tối. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây. Và đừng quên subscribe cũng như ủng hộ cho Mai Nguyên trong những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.